Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục. Kính mời quý vị thưởng thức bài thơ Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết vào tháng 2 năm 1946 tại miền Đông qua giọng ngâm của đồng đạo Thái Mỹ Nỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy tỉnh giấc khởi muôn ngàn chiến sĩ, mở lòng ra thương ý sanh linh. Đồng bào ai nỡ dứt tình mà đem chém giết để mình an vui. Dù lúc trước nếm mùi cay đắng, kẻ độc tài đem tặng cho ta, sau này tòa án nước nhà sẽ đem kẻ ấy mà ra tội hình. Lúc bây giờ muôn binh xâm lược, đang đạp dày non nước Việt Nam, thù riêng muôn dạng cho cam, cũng nên gác bỏ để làm nghĩa công. Khắp Bắc Nam lát hồng một giống, tha thứ nhau để sống cùng nhau, quý nhau từng giọt máu đào, để đem máu ấy tưới vào địch quân. Đừng anh hùng gian lừng bôn bể, các sắc dân điều nể điều gì, đồng bào nỡ giết nhau chi, bạn vượt tương trì lợi lũ ngư ông. Hỡi những kẻ có lòng yêu nước, nghe lời khuyên tính được giấc mê, anh em lớn nhỏ hoài về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Đã đáo bọn Nam Kỳ nô lệ, kiếp cuối loạn thế hệ qua rồi, lời vàng kêu gọi khắp nơi, anh em chiến sĩ nhớ lời ta khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức bài Hùng Ca Anh Hùng Nguyễn Trung Trực. Hỏa hồng nhật tạo oanh thiên địa, kiếm bạt kiên giang khắp quỷ thần. Bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh tay. Thời toàn dân trong pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu. Nhiều lần đi chiến công, cùng nghĩa quân tung hoành ngang dầu. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, máu trong tim nóng dâng cao, quyết ra tay dẹp lũ gian tham. Tài địa binh chấp đoan, kết quân tay bao lần tan vỡ, hào hùng gây tiếng vang từ các nơi anh hùng quy tụ, cùng chung lòng đi theo góc con, vì quê nhà xương tan máu rơi, đã hy sinh tâm thân mình, quyết ghi tâm nợ nước phù nhà. Nguyễn Trung Trực người anh hùng liều danh muôn thuở, vòng nhật tạo đốt tàu trên giặc Pháp ra trò. Trong hiểm nguy lòng trai không hề nao núng,
chức vì quê nhà sông pha chinh chiến, đất Kiên Giang phá tan cảnh giặc Pháp gian tha. Bao thời gian chống Pháp khắp quê hương lan tràn sương khói, người vì dân đứng lên dùng đức tâm không ngừng kêu gọi. Này anh hùng dân Nam khắp nơi, vì quê nhà ta đi đấu tranh, xóa tan nhanh đám xâm lăng, lũ Việt san tàn phá non sông. Trước khi ra Pháp trường, thư kiếm Tùng Nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền, anh hùng nhược ngộ vô Dung Địa, bão hận thâm cừu bất đái thiên. Thời toàn dân chống Pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công, cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, máu trong tim nóng sưng cao, quyết ra tay dẹp lũ gian tham. Tay cầm gương điều binh nơi vùng sông nước, quân Việt Nam bước đi trong khúc quân hành. Nguyễn Trung Trực người anh hùng liêu danh muôn thuở, bom Nhật Tảo đốt tàu trên giặc Pháp ra trò. Trong hiểm nguy lòng trai không hề nao núng, quân Việt gian khiếp uy nghe tiếng anh hùng. Nguyễn Trung Trực vì quê nhà sông pha chinh chiến, đất Kiên Giang phá tan cảnh giặc Pháp gian tha. Thời gian chống Pháp khắp quê hương lan tràn sương khói, người vì dân đứng lên dùng đức tâm không ngừng kêu gọi. Này anh hùng dân Nam khắp nơi, vì quê nhà ta đi đấu tranh, xóa tan nhanh đám xâm lăng, lũ Việt san tàn phá non sông. Trước khi ra Pháp trường, thư kiếm Tùng Nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền, anh hùng nhược ngộ vô Dung Địa, bão hận thâm cừu bất đái thiên. Nhìn người xưa chiến đấu cho con ta theo miền hương sang, đầm lòng đi xóa tan loài Bắc quân bao đời xâm lược, cùng nhau nguyện đi xây nước Nam, niềm tin ngày mai đây sáng tươi, cùng ca vang núi sông Nam sẽ muôn năm hạnh phúc ấm no. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi lắng nghe và sự quan tâm, yểm trợ thường xuyên của tất cả quý vị. Cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.